Ok, hello chào các bạn. Ok, hello chào các bạn, mình tên Pashwa. Ok, hello chào các bạn, mình tên Ivan. Đấy, ok, chào mừng các bạn quay lại với channel Hồng Ca Ca Vlog, cuộc sống ở châu Phi. Đấy thì cũng lâu lắm rồi mọi người, là mình chưa đi nấu ăn, cũng bận làm nông nghiệp đấy. Và hôm nay đây là có em Văn Xóa này và em Bê Tu này, em Ba Tu. Đây là hôm nay cũng đi học nấu ăn. Ôi ta mê aprende cozy nhá đấy á. Si. Đấy, còn em Văn Xóa là bây giờ là gần Noel rồi, là đang nghỉ lễ mọi người. Là đây tạm thời là nghỉ lễ, đang đi học ở trường lái xe đấy. Là đang tạm thời là nghỉ lễ Noel và dương lịch đấy, nghỉ sớm. Thì hôm nay là đi cùng mình. Đấy cũng lâu lắm rồi em đấy cũng không đi. Là đi cùng mình để bắt đầu hôm nay là nấu ăn. Đấy hôm nay đây là đồ ăn là mình chuẩn bị đấy tất cả rồi. Dạ, mê tên nuôi xong. Đấy hôm nay là sẽ là đi nấu một bữa ăn là gọi nói chung là Noel sớm cho tất cả các em nhỏ của ba bạn ở trong này, đấy là ba bạn hiện tại mình đang giúp đỡ làm nông nghiệp đấy. Đấy thịt gà một nồi đây mọi người này, đã chuẩn bị ở nhà đây này. Đấy lấy ba tam và ba tạp à. Đấy một nồi đây toàn thịt gà rất là ngon luôn này. Đấy rất là ngon tuyệt vời luôn. Đấy làm sạch sẽ là ở nhà rồi, bây giờ đến chỉ còn nấu thôi. Đấy vì là cũng là làm ở nhà cho nó tiền, vào đây là để các em là chờ lâu cũng không tiền. Đấy, vì nói chung là cũng gần đến Noel là đi rất nhiều bản cũng là rất bần, nên là hôm nay cũng là tổ chức sớm được mấy hôm đấy, cho Noel cho tất cả các em nhỏ. Đấy, nói chung từ khi hôm vào bản giờ mình cũng là chưa nấu một bữa ăn nào cho tất cả là các em nhỏ ở bản, mà cũng hơn nữa là rất là lâu rồi. Đấy, cũng là gọi là chưa trổ tay nấu ăn một tí, nói chung là lâu cũng ngựa nghe rồi mọi người. Hôm nay là đi nấu ăn một buổi đấy. Đấy là đây chuẩn bị đây là cũng có là 50 kg gạo nấu chắc là cũng đủ đấy, vì gạo nấu nở rất là nhiều luôn. Đấy thoải mái đấy, nấu mấy cái xoong to đây này, hay xoong quân dụng như bộ đội đấy. Đấy nấu thoải mái, bây giờ là để vì mình cũng vào hơi sớm đấy, nên là các em nhỏ cũng là chưa đến. Như hôm qua mình cũng dặn các bà trưởng thôn là bảo các em khoảng tầm 11 giờ gì đấy đến là vừa, là lúc đấy là mình vừa nấu xong. Nhưng mà giờ này thì mình đến đây sớm, nhưng mà thấy mình đến thì chắc là tí nữa là sẽ tập trung đến đây bây giờ mà. Đấy, vì các em nói chung là cứ biết hôm nay là đấy, có đồ ăn nấu đấy. Còn ở đây là cái giếng mọi người, giếng là hôm khoan ở đây rồi, cho bản ở đây là cũng đã làm rất đẹp rồi. Đấy, hôm kia là anh Thanh đấy là có làm thêm cái mái che cho cái bảng này mọi người, để đỡ bị mưa theo thời năm tháng nó phai đi. Đấy, thôi bây giờ là để bắt đầu là công tác là chuẩn bị bếp và sẽ bắt đầu là đi nấu thôi. Đấy, đi đốn củi nữa, tí nữa là có mấy em lớn lớn đấy sẽ bắt đầu là đi đốn củi để bắt đầu là đi nấu. Đấy, còn bát đĩa thì mình là chuẩn bị đấy, nói chung là 300-400 cái đĩa rồi đấy, nên là không phải lo. Xong nồi đấy. Đấy, văn xóa đấy, để nó văn xóa tí nó là gọi mấy em lớn là đi kiếm củi đấy mọi người. Được rồi, vamos para lên nha. Đấy, và rửa tí nó bơm nước lên sẽ rửa là rửa qua đĩa này mọi người. Đĩa và thìa sẽ rửa qua cho sạch sẽ đấy. Cũng mua tất cả là đĩa mới đấy. Nói chung là cứ nấu ăn lâu không nấu ăn những cái đồ đấy đấy, nói chung là bị hư hỏng đấy, thất thoát đâu. Thôi bây giờ để tập bắt đầu công việc là đi vào nấu mọi người. Mẹ ấy. Đấy, ba bếp củi là đã lửa đã đỏ rồi mọi người. Bây giờ là bỏ cho bê những cái nồi bên kia. Đấy, giếng nước bên kia thì đã bơm đầy rồi. Đấy. Đấy. Chà. Đấy có các em gái nữa ra là giúp đỡ là ai sẽ nói ba tiêu bù lô. Ese gran tempo con eh. Sí. Mana, tiene la mai agua, aumentarla. Sí. Aquí pega ese mismo. Aquí. Pega mismo. Vaya. Ya. Vala, uy, sí. Ya, llega. Ahí. Nấu hai cái nồi này với là tí nó bếp này sẽ nấu đồ ăn.
Đấy. Ô xô bà. Đây là vagi. Về. Đấy con mê đấy, các em nhỏ là đến đấy đầy đủ rồi. Nói chung là chưa đầy đủ đâu, đang đến vì đấy. Thầy chủ mang đồ ăn, mang xe vào để nấu ăn là đấy, đến đấy cả rồi. Đấy, các em nhỏ là đấy thôi. Đấy nhìn cũng rất là rồi mọi người. Ê xì. Đấy. Ồ. Đây vậy. Tá tudo bem, né? Sim, sim, sim. Yeah. Tá tudo. Yeah. Hoje eu venho aqui, tá bem? Vamos cozinhar. Cozinhar assim arroz com carne para tudo criança de 3 aldeias. Para comer hoje, na Natal é cedo. Yeah. Hoje vamos é Natal. Yeah. Aqui, arroz vamos cozinhar aqui. Aí carne, né? Carne já repara aqui. Aqui. Tá aí. Agora vamos começar a cozinhar. Tem chama tudo, tudo criança. Vem aqui, vamos comer. Đấy, bây giờ là bên kia là nấu cơm, bây giờ bên này là mình sẽ là rang thịt gà mọi người. Rang xong sẽ đổ vào cái nồi này để bắt đầu là sẽ nấu. Đấy, cho nó chín, đấy, phải rang qua cho nó thơm này. Đấy. Thì nấu mới ngon, đấy, bàn xóa đấy, toàn là những phụ bếp đẳng cấp. Tuyệt vời. Đấy. Thì hành dầu thơm bắt đầu đổ thịt gà vào, bắn xoa, mét tê cần. Bắn xoa sẽ đổ thịt vào. Mét tê, mét tê. Yeah, mét tê. Xê. Mét tê vui à. Mệt thế, đấy, phải như thế mình ngon chứ. Chà. Đâu bếp 5 sao, nhà hàng 5 sao. Đấy. Chà. Tuyệt vời, ngon tuyệt vời. Đấy, chắc là phải cầm cái chảo này lên đảo đảo hạt thế này mọi người. Đấy, đùa chưa, chảo này to quá. Đây, bây giờ sẽ đổ gạo vào mọi người. Yeah, mấy tên, mấy tên rồi. Đấy, xà. Mấy tên mày. Đấy,
Chà, nấu như quân đội ăn luôn. Đâu bác à, đâu bác à. À. Yeah. Ish. Aquí. Oh. Thôi đây mọi người, mệt quá. Đây. Đã bảo mấy các cháu tìm mà mệt quá. Đây, xem bên này là đồ ăn là nấu chín chưa. Đây. Ya está pronto. Thôi để nghỉ tí đó mọi người, mệt quá thở cũng được đây. Đây mọi người, đây là đồ ăn này, cơm này là nấu là chín đây cả mọi người này. Đây bây giờ là đồ nhà bếp đã sẵn sàng rồi. Đấy, xà, đây là hai nồi cơm to thế này đấy, bao nhiêu là cơm, còn bên này là, đấy, thịt gà, đây là một nồi thịt gà đấy, đấy, xà, u lê dầu bàn xóa, đấy, đấy, cái này là bàn xóa đấy, bàn xóa là nậu đấy, rất là ngon luôn, đấy, xà, đấy, bây giờ lại để đồi nhà bếp là bên này là để lấy cơm và lấy đồ ăn này, còn bên này là đồi ngô tiếp tân hay là đi bê cơm đến cho các em nhỏ. Đấy, các em nhỏ thì đang ngồi bên này để rất là đông luôn nên là không có chỗ ngồi đấy mọi người, mà ngồi ở ngoài sân bóng thì sẽ rộng hơn, nhưng mà ở ngoài đấy là rất là nặng luôn nên là các em là mình là bảo ngồi vào ngồi chỗ cái bóng cây này đấy là để cho mát mẻ đấy ngồi ăn, nói chung là đông quá của, mà bây giờ là cái gì bàn ghế không có, nói chung là tạm thời thế này mọi người, bây giờ không biết làm thế nào đấy, rất là đông trẻ em luôn. Đấy, ngồi đây rồi, đấy, bây giờ là để rồi nhà bếp là không ấy nữa, do xe gầy. Đấy, ngồi tạm đây thôi. Đấy, ngồi tạm. Dạ, tu lu sen ta bè vào một con mẹ nhá. Con phô xà. Đấy, thôi bây giờ là để đi sang lấy công, không để cho các em chơi lâu nữa. Dạ, vào một con mẹ xây.
Come stai, mette? Già, Ross. Già. Già, tira già tampa. Bây giờ mở nắp ra luôn cho nó nguội đi. Đấy, nói chung cùng nấu chín cùng nguội đây. Đấy, thôi, vậy bây giờ là rồi nha bếp đấy. Là sẽ lấy cơm. Pega giá đôi, đôi bà tú mà uma moça, đã vậy? Pega giá đôi, así. Yeah. Vete más, vamos. Aquí. Đấy, và bên này sẽ bỏ thia đấy. Mỗi em sẽ một đĩa cơm như thế này đấy mọi người. Đấy, rất là ngon luôn. Đấy, bây giờ là sẽ... Yeah, taki. Yeah. Yeah, outro. Vai trazer. Ngồi ngay ngắn, ra từ em nào cũng có... Phần hệt không thiếu một em nào, đấy là mình không đến được bao nhiêu em đấy, nhưng mà mình là nấu đấy là có 300, em mình đang dự tính là cho 300 đĩa cơm gà đấy cho tất cả các em. Đấy. Dạ, aqui primeiro, deixa papá comer, tá bem? Aqui falta três, né? Dạ, aqui. Đấy, mắm nào ấy. Ok. Hả? Ele não come carne? Só arroz? Dá arroz, já. Mete pouco aqui. Molho. Mete água. Molho também não. Come só. Come. E agora come sai aqui. Aqui, aí. Phục vụ đâu đấy đây, để phục vụ đây ở chỗ mâm bên này cho đầy đủ để mâm nào mâm nào đầy đủ là mâm đấy đó đâu là ăn được cứ ăn uống trước đấy. Đấy. Đấy ngồi gần quá xích ra một tí. Pu sam po qua xin ya, nó có là mùi gì? Dạ, à xin, vô xe vai po qua xin. Đấy. Đấy mâm nào đủ được. Dạ, xích cô đam po của. Đấy. À xin. Dạ, vai à xin. Vô xe. Vai à xin. Đấy, dịch dịch rộng ra một tí để có chỗ để ăn cơm nữa. Đấy, mâm nào đủ là bắt đầu cứ tiến hành vào bữa tiệc thôi. Đấy, các phục vụ tiếp tân là yeah. Khoan tao mày. Đấy. Đầy đủ rồi. Yeah. Come. Come sai come. Đấy. Từ nhỏ đến lớn mới được bữa cơm gà ngon như thế này đấy mọi người. Chà. Đấy, ăn con ngon có kể. Chà Peppa. Ừ. Chà. Đấy, ăn đấy là ngon lành luôn đấy. Hả? Ê kì. Hả? Đấy, em này là đấy, cũng rất là tồi à. Đấy. Nhìn em nào cũng ấy cả mọi người. Từ bé lên từ lúc sinh ra đến bây giờ mới có đĩa cơm ngon như thế này. Đấy, ước gì là sau này có thời gian là mình sẽ là cứ vào nấu đấy cho các em ăn. Đấy, rồi bên này chưa có à? Đấy, bên này. Agi. Chà Peppa. Hả? Come. Đấy, lần đầu tiên được ăn đĩa cơm thịt ngon như thế này đấy, còn ngại ngùng nữa. Hả? Ta về coi nha. Đáng à, nghĩ là không biết có phải là mình đang mơ hay không. Đấy. Tự dưng lại có đĩa cơm gà ngon thế này ăn. Đấy. Aki, tu ra aki. Đấy.
Ôi thế này là cháu nào cũng có phần hết cả mọi người. Vì cơm là nấu rất là nhiều luôn. À cái ta phân tán ấy. Cũng được hơn một nửa đấy. Mình cũng không biết là bao nhiêu cháu ở đây. Đúng là thoải mái không thiếu cháu nào. Capek ba? Capek ba. Kuya. Kuya. Ela aí vão comer também. Ela aí vão comer. Come, depois vão entregar mais nas crianças para vocês. Đấy, cơm đang còn rất nhiều mọi người. Đấy, bên này là đây đội nhà bếp thì đang ngồi ăn đấy. Còn bên này là cả em nhỏ ăn, chia đủ phân cho cả em nhỏ rồi. Đấy, em nào cũng có đầy đủ rồi. Và đây cơm này đang còn rất nhiều này. Đấy, bây giờ là để bạn xóa đứng đây và tiếp tục ra đây đang còn một ít đồ ăn nè mọi người. Đấy. Đấy, đồ ăn cũng đang còn đây này. Đấy, rất là nhiều luôn. Đấy, bây giờ là để sang xem các em là ăn uống như thế nào. Là để tiếp tục lần hai mọi người. Đấy, bên này đây. Đây, ui, chà chà chà. Còn đúng mỗi cái đĩa này, sạch tính luôn. À xì. Đấy, đây, sạch tính luôn này, không còn này. Đấy, đấy, bên này này, đấy, em nào cũng thế này. Sạch tính luôn. Đấy, ở đây cũng thế mọi người này, đây. Còn mỗi cái đĩa này, đúng là cơm ngon này. Cơm gà tuyệt vời rồi. Đấy, chà. Đấy, bên kia cũng thế này. Đấy, ăn sạch bách, sạch tính luôn. Thôi bây giờ lại tiếp tục lần hai. Ta cuối à đấy? Sì. Quero comer mais? Sì. Yeah. Đấy. Bây giờ là để từng em lên đây là đi lấy tiếp. Yeah, vamos, vamos, recebe mais arroz. Vamos aqui. Now. Devagar, devagar, yeah? Vamos, outro aqui. Devagar, devagar. Já. Aí. Já. Agora vai ter pelo